Dạ ở bên chồng á đuổi đi á, nên mẹ con ba mẹ con đi về bên ngoại rồi, buồn quá định ba mẹ con nhảy cầu. Mà giờ này con còn thương bà nội không? Giờ này con không thương, giờ Trời. này là con ghét bà nội lắm. Dạ hả? Dạ con ghét rồi, còn không á không cho đi thôi, còn không thì bà đổi, bà đổi chứ còn không thì bỏ cho ba mẹ con ở đây á, bỏ cho mẹ chết á, bỏ cho mẹ chết á, cho mẹ chết á, cho mẹ nằm bệnh viện á, mẹ bỏ hai đứa con lại luôn, bỏ hai đứa con gì cho ai nuôi đó nuôi. Cô cứu luôn chứ cô. Dạ nó hả? già dạ, nó lợi nó tính là nó nói là rồi nó đi lên trên cầu nó không dòm nhà cô nữa. Rồi cái quay ngang cô mới hỏi thôi sao mày không ghét tao, mày đi đâu mày? Cái nó nói thôi má Năm ơi, nó kêu mình má Năm nhưng mình ở sớm vậy đó. Rồi nó thấy mình lớn tuổi cái nó thôi má Năm ơi con đi lên cầu ba mẹ con đi chơi, mà tối nay chắc con không có về đâu, chắc ba mẹ con phóng xong chết đó, luôn. Em nói với con như thế nào? Dạ nói con đi chơi thôi à. Cái con hỏi mình đi đâu vậy mẹ, nói mình đi chơi, mình ba mẹ con mình buồn quá, ba mẹ con mình đi lên cầu chơi. Nói ba mẹ lên cầu làm gì, nói ba mẹ con mình không có khả năng nuôi nhau thì thôi ba mẹ con mình cùng nhau chết. Cái nó nói vậy con cũng cùng mẹ con chết theo mẹ luôn chứ. Dạ con chứ sao ba mẹ con nói sao, chứ ba mẹ con sống sao? Không ai lo cho con hết, bà nội thì đánh con không ai lo cho con hết. Vậy là em con chấp nhận con đi theo mẹ luôn á hả? Hả có điều không nói con hả? Không ba mẹ con tính làm mẹ, gì mẹ đòi nhảy cầu con chịu đi theo mẹ nhảy cầu luôn á hả? Có không? Rồi nói đi, nói cho ba mẹ con nghe đi. Nói đi con. Không? Có không? Không. Bây giờ nè, mẹ lúc mẹ rủ con đi á, nói đi chơi á thì con suy nghĩ sao? Con là con tính mẹ con nhảy cầu á mà không nhảy, mà tại tao mẹ bị bà nội bị quấn bị đuổi, còn không thì người ta mới lại đeo quay. Quay hả? Con có tính nhảy không? Con có tính nhảy luôn, tính nhảy mà mùa bữa bà nội bây giờ đây bà hầm con á, bà rước con về mà con không chịu về, mà con ở đây với mẹ con ở đây với mẹ con không chịu về, mà con về á, con về rồi á tao mất đầu bà nội á, về đi mẹ ơi, về bầu ơi để đi mưa tối hù rồi đó coi á. Rồi sao mà tự nhiên rồi con đòi nhảy xuống sông là sao? Rồi tao mất đầu bà nội á, bà nội bị đuổi rồi không á, rồi không chị, cho chị, không chị, cho chị gì nhà, rồi mẹ không buồn không cho gì nhà mẹ. Rồi mẹ con buồn á, buồn quá trời khổ luôn. Ừ, buồn quá trời khổ. Tính làm gì? Dạ. Rồi đi nhảy cầu hả? Dạ đòi nhảy cầu á, không nhảy, tính nhảy cầu. Đáng lẽ là con phải cản mẹ chứ, mẹ đang buồn rồi con phải khuyên mẹ, mẹ ơi. Tính mẹ con ói quá trời ói luôn. Tính không có tiền đi chích thuốc à, mẹ bệnh không có tiền đi chích thuốc mà dạ. Mẹ nghĩ là quẩn mẹ đòi chết, vậy là mai mốt dạ, con phải khuyên chết mẹ á. Nha mẹ đòi chết á, mẹ rồi ơi mẹ nằm bệnh viện á, mẹ chết á, rồi mẹ nằm bệnh viện rồi mẹ bỏ hai đứa con lại luôn cho ai nuôi vậy đó nuôi. Một đứa con gái mà nó đang bức xúc dữ lắm, nó nói mà nó nói là một cái lời nó nói vừa mình nghe mình cảm nhận rồi mình đau lòng á. Ở cấp clip đầu nó nói ai cũng khóc hết trơn chứ thằng này nè. Người nào cũng khóc hết trơn. Y gan cấp bế. Rồi bà nội cho con ăn gì? Bây giờ bà nội ăn thôi gì? Bà nội ăn cá quéo mà. Khoan em để cho bé này nói xong đi. Bà nội ăn thịt á, bà nội ăn thịt nghe ngon ghê mà không cho ba mẹ con ăn, cho ba mẹ con ăn á. Cho ba mẹ con ăn kiểu gì á mà bổ cơm với tàu á. Nấu cơm á ở dưới tàu mà không cho ba mẹ con ăn. Trời ơi. Ba đuổi á, ba đuổi ba mẹ con em. Nó. Cái gì tao cứu vợ cho con bả, bả không về. Bả không ở đây. Tao gì tao cứu vợ cho con bả, ba mẹ con ở đi. Ở gì? Quan tâm gì tao? Vậy là có đồ ăn ngon không cho mẹ con của con ăn. Thèm ăn hết sức. Mà coi như là đổ hay sao? Dạ. Mà con thèm ăn cái gì vậy? Con thèm ăn hết sức cái chuyện tỏi luôn. Con bữa đó là ăn cái gì mà con lại thèm dữ vậy? Bữa đó ăn gì mà con thèm mà bữa ăn đó cái gì? Mà bà nội không cho con ăn á, bà nội ham ăn dữ lắm. Bà nội không cho con ăn, bà nội ăn á. Bà nội ăn chứ không phải con ăn luôn. Bà con nội ăn một cái gì? Mình bà nội không mà không cho. Bà nội ăn cơm cái gì?
Bà nội, đi thôi bà nội ăn cơm nữa đi. Bà nội ăn cơm đi. Bà nội ăn cơm nữa hả? Bà nội không cho con ăn luôn. Bà nội bị đuổi á. Bà nội đuổi á bà. Bà không cho bà mẹ con ăn. Mà bà đem đổ cơm với trong luôn. Trời đất ơi, trời ơi. Thấy thèm, thấy sợ chú nghe nó không? Thấy thịt, thấy thèm, thấy sợ. Vậy là thèm thịt dữ lắm phải không? Thèm thịt, thấy sợ. Bây giờ bởi vậy chứ. Chè thèm, thèm thấy sợ luôn. Chảy nước miếng không? Chảy nước miếng ba không cho ăn luôn á. Vậy hả? Mà con có năn nỉ không? Mà nội ơi, cho con miếng đi, con thèm dữ lắm rồi. Chảy miếng rồi. Ba không cho ăn miếng hả Tương? Vậy ăn cơm không hả? Dạ con không ăn cơm không luôn. Bà nội biểu để lên đổ cơm với trong đi, nghỉ cho bay ăn luôn. Bà nội có nuôi heo không? Vậy là nè, thèm ăn thịt mà không có cho ăn thịt. Rồi cái kêu con ăn cơm không, con không ăn cơm không. Nên mà nội giận quá, nội đổ cơm mới xong luôn. Đúng không? Vậy là đã khổ rồi mà thêm không có được mà ba nội thương nữa. Thì những cái ăn hàng ngày á, nó nói cái lo sinh hoạt hàng ngày đã khó rồi, chứ đừng có nói mà ăn được món ngon. Chính vì vậy á, với cái thân hình đứa bé là 5 tuổi á, mà phải nói chứ rất là ốm yếu luôn. Cái tay ốm tông ốm teo coi nè. Mà con có đỡ ha. Con có thương vậy, không? Ủa vậy là còn dữ hơn nữa hả con? Tệ lắm. Không có một ngàn túi. Chị nói với dạ, thưa quý vị, tại vì á Phong một hồi Phong sẽ gặp ngay đứa bé 2 tuổi rồi nè. Hiện giờ bé 2 tuổi nè, 2 tuổi mà hả, phải nói là suy dưỡng dữ dằn luôn nè. Nói cho con có thương bà nội không? Cháu ngoại tôi có thương bà ngoại không? 2 tháng, 3 tháng hả? Đồ đó cho nó. Không thương bà nội. Cháu ngoại tôi cho nè. Dạ, trời ơi. Sao? Không thương bà nội á. Con không thương bà nội mà con ghét cả. Con dặn bà luôn, con đi khỏi nhà luôn. Sao đi khỏi nhà? Con đi khỏi nhà, con nghĩ gì với bà? Mà cho ba cắn bà luôn đi. Cho bà chết con đi. Bỏ cho bà chết con. Cho bà làm như vậy đó. Bà làm gì vậy? Cái thứ bà bỏ gì cái tật đó đó. Cái thứ bà gì tật á. Cái tật bỏ á. Bà không thương hả? Không thương bà ác cái gì luôn á. Bà ác cái gì luôn. Không cho ăn mà không ác gì. Không cho ăn thịt luôn mà. Con thèm lắm hả gì? Con không dám động gì đó bà. Bà vô đây với con á. Con không dám động gì cho bà luôn. Con không dám động gì cho bà. Bà con muốn hiền với bà. Con có giận bà không? Con có giận bà luôn á. Con giận bà nội dữ lắm. Sao mà con nói dữ vậy đó hả? Giận bà nội dữ lắm không con? Giận bà nội dữ lắm. Những lời bà nói đâu có sự thật. Bà ghét. Bà nói hai đứa này không phải cháu của bà. Cái gì? Hai đứa này không phải cháu của bà. Con nói luôn một lời đó luôn hả? Dạ. Đau đớn luôn vậy hả? Con nghe em không phải cháu của bà nội. Mà em có làm những gì sai không mà bà lại nói có câu đó? Không. Bà nói nhỏ ở đây nè, còn bà không ra nuôi luôn. Vậy là sanh không ra nuôi luôn. Bệnh viện còn không ra thăm, không điện hỏi thăm luôn. Đuổi lâu chưa? Đuổi lúc đó chưa đẻ thằng bé hả? Dạ, đuổi lâu rồi mà tại thấy con bé này còn nhỏ đi thì tội nữa. Là lúc đuổi đi là đang mang bầu. Dạ, đuổi hoài à, đuổi ngày nào cũng đuổi, nói chung là 5 năm về ngày nào cũng đuổi chứ. Nói chung này nè, là hai đứa đến với nhau có sự chấp thuận của gia đình không? Dạ có cưới hỏi đàng hoàng. Cưới hỏi đàng hoàng phải không? Dạ. Trời ơi mà lại đành đạn dữ ta. Bà nói với con bà. Bà nói với con bà là ở với thằng khác rồi đừng bắt con bà nuôi nữa. Con không phải con của bà. Có ở với thằng khác không? Giận mà mày đi gian. Nói chung là đi cái ngày đầu tiên á đi làm đó rồi mà ở ăn ở chống nhau mà nói ngỡ đi lấy thằng khác chứ không phải là con của cháu ngoại cháu nội đó. Bởi bà bỏ riết rồi mà nhỏ bên mình đâu gì bằng là nó vô mới đẻ có một tháng một mình đi gì mần hồ với thằng chồng. Mà bỏ ăn nhỏ biết bây giờ nó còn cái xanh xương. Xanh xương luôn nè. Trời ơi, hôm nay là mướn á. Là mướn bà nội phải lấy 50 ngàn chứ không là bắt lại là kìa bà mơ, kìa bà mơ. Bà mơ ơi, cho miếng đá mà. Đi mà mướn á. Vậy nè, đây nè, bé có 2 tuổi mà nhìn nó hả, nó y như có bé 2 tháng luôn á. Nè, nè, cháu mày á, cháu mày cho nó ngồi được. Ừ, vậy nè, không đi nổi luôn. Bà không cho ăn. Dưỡng trầm trọng luôn nè. Cho ăn cái bà chửi. Bé quá chừng bị sinh dưỡng luôn rồi. Sinh dưỡng. Nó mới sinh nặng luôn. Thôi bỏ. Hồi nãy giờ mới đầu tiên về nha. Đầu tiên mới về là ngày đầu đó.
Trời ơi, nó không bò được luôn. Chịu dịu quá. Ê, chị. Con uống nước không? Qua đây cô cho con uống. Nó uống rồi, con quậy. Nó quậy. Quậy á. Để đi, nó có vận động vậy đó thì cơ cái cơ nó sẽ phát triển nhưng mà như là suy dinh dưỡng quá rồi. Ê, đợi để đi nói chuyện đi, lát còn cho ăn là cho lén mà nó gặp chưa? Bà là bà chửi đó, bà không cho ăn. Quá trời tội nghiệp. Mà sao bà lại nghi ngờ mình là hai đứa này con người khác cho nên bà nghĩ vậy bà mới. Bà nghe lời người ta, dạ bà nghe lời người ta. Nếu vậy thì xét nghiệm đi. Mà bà không chịu đi xét nghiệm, bà không cho con bà đi xét nghiệm. Mà chị nói cho hai em nghe nè, hồi lúc ha nó mang cái bầu là nó đi lửa ớt cái câu ha là đi lửa ớt tới cuối đời ngày luôn đó. Nghĩ con từng lễ là xanh. Vậy là về đây ở lâu rồi. Nó đuổi về đây. Nó đuổi về đây. Nó đuổi về đây đẻ rồi chị Tư tôi bắt khổ vừa gì. Bắt đầu hay bả phải chạy đầu này, chạy đầu kia đặng lo tiền đặng rước con về chứ nó đâu có ra đâu cưng. Chị này nuôi ban ngày, chị nuôi ban ngày chị mừng thì nuôi ban đêm. Đây là đang ban đêm. Chứ cái mặt của nó đã hơn tới xanh rồi, xanh ra tới đây luôn. Nó khóc hoài cái nó nói má Năm ơi má điện giùm con đi cho bà mẹ chồng con cho con về đi. Má con đi Sài Gòn rồi bà cứ vợ cho bên chồng bà đó, con bên chồng bà. Rồi tới mẹ con về đi rồi con về. Cái hỏi giờ má con tên gì mày nói tao biết thứ gì đừng tao biết tao xưng hô. Cái nói bà chồng con thứ Út. Cái chị mới nói vậy nè cưng. Trời chị Út ơi chị Út. Bà nói alo alo. Ai tôi nè cái thôi. Chị Út ơi chị làm ơn làm phước chị cho bé nó về đi nó chăm con nó. Nó cũng con gà rồi đó chị Út mà nó được 11 ngày rồi thôi cho nó về đi nó chăm con nó lết ra lết vô. Nó cơm ăn nó không có bắt chị chăm đâu chị. Thôi vậy, mấy bà thương quá, bà lấy bà ngủ với nó đi. Mà đã mình nuôi ban ngày, chị mừng thì nuôi ban đêm nè cưng. Vậy là coi như hàng xóm nuôi không nào. Hàng xóm nuôi không chứ mẹ nó đâu có về đây. Nói chung ra là bà cũng nợ, bà hỏi tiền bà rước nó về nè. Còn nhà này bà không hỏi tiền, ta đang bà lắp trường, bà cắt nhà này nè. Còn bà đi bà, miễn bà về đây là nợ, ta lại đòi. Mà cô với bé này có bà con gì không? Có bà con, chị đầu trên nhà bị trên đó là bà con dòng họ gì luôn. Ở xóm. Coi như sống xung quanh này là hàng xóm không? Hàng xóm, hàng xóm không? Bà này cũng người dân luôn đó nè. Thôi, cái hai ông bà người dân rồi nè. Vô đây luôn. Vô đây dùm con đi. Rồi chị kể hết trơn cho hai đứa cưng nghe nè. Bung rộng quá nè gái. Mấy bà thương quánh bà lại ngủ đi. Tại vì những cái lời của cô với chú á. Mà miễn nói gì đó, một tháng miễn nói gì được đấy. Nó đi mặn với con tôi thì tôi cho nó về, còn nó không đi mặn được tôi không cho nó về. Nó có tôi nói chị ơi tội nghiệp bé quá à. Bây giờ bé nó ở đây nó mà bà chửi nó lắm. Rồi cái tôi nói chị ơi bà kêu tôi lại đây ngủ sao được, chồng tôi không đi mặn mướn bằng thuê ban đêm thì phải cơm nước cho chồng tôi ban đêm tôi không ngủ với nó được. Có chị mừ bà cũng đau nữa kìa. Bệnh mừ anh tay biết nữa đâu có ngủ đằng này được, bà đâu ngủ được này. Như vậy con nó đây nó sợ ma nó đâu ngày tháng nó cưng mà không cho về là không cho. Rồi vừa chăm bé nhỏ mới đẻ nữa. Thì như vậy đó đâu có đi đâu được đâu rồi bắt đầu ở đây chị mới nói vậy. Cái nói gì nè cưng, cái nói không mấy bà thương quánh bà lỡ bà ngủ đi mà hỏi cưng nói người dân mà nói vậy đó mà ngủ cái gì. Cái chị mới nói thôi chị Út ơi tội nghiệp bé nó không có bắt chị chăm đâu, nó về mà nó khóc chứ lắm mà nó cũng còn thương chồng nó nghe cưng. Tới chừng chị đi về bên An Giang, quê chị bên An Giang chị chấp nói với anh này mười mấy năm rồi đó. Rồi cái bắt đầu chị về bên An Giang thì mới có một lúc nó điện má Năm ơi má năm ơi con đi về trên đây rồi trời ơi nước mắt chị tràn hết trơn vậy nè. Chị nói Phượng Liên ơi Phượng Liên sao con dám đi về mày mới có tháng mấy à. Mày đi về mày mặn là mày lọt đơm đó. Mày đi mặn với nó là mày lọt đơm đi. Bị bà nói bà ra lệnh cho chị rồi bà nói miễn nói đi về đi mặn với con bà thì bà mới cho con nhỏ này về. Còn như bà nhỏ này không về mà đi mặn với con bà không cho con nhỏ này về. Mà bây giờ chị đi về bên An Giang, bên con chị bắt đầu ở bên đây nó về chở anh cưng. Nó về chở anh về bên má nó bên giờ chồng á. Chứ bắt đầu mình biết thế nào nó không phải đi mặn rồi. Nó Phương Liên ơi con mới có tháng mấy rồi Phương Liên ơi. Mà nước mắt chị tràn cả chứ. Mày mới tháng mấy mày đi mặn á. Mày lòi đơm mà thiệt mới tháng mấy đi mặn lòi đơm nó nghe cưng. Cái nó nói má Năm ơi con đi làm rồi, con đem chuột với lại đem này theo luôn đừng đưa con nhỏ này nó đưa thằng này. Nó cưng coi vô mặn mới tháng mấy mà đi mặn. Người ta quét nhà phải chưa dám quét nó đó cưng mình đẻ. Rồi ngày tháng quét nhà chưa dám nó đó nghe. Mà nó đi mặn chị nghe một cái chị nghe muốn điếc lỗ tai chị bên An Giang nó điện lên trển. Lúc đó chị về bên nhà con chị chơi rồi chị chưa về đây. Cái nó nói thì mày chị nuôi nó làm một tháng chị với chị Mừng thì nè. Chị Mừng thì về bên kia bên chị Mừng chơi chứ Cà Mau gì á. Còn chị thì về bên quê chị bên An Giang. Cái nó điện lên liền mấy năm con về trên này rồi thì chị dòm. Trời ơi mới nuôi nó đây thì bắt ông về đây. Thì bé làm gì được 2 tháng đây. Mà nó nói con đi làm rồi mấy năm ơi. Thấm thần rồi chị nước mắt con tràn hết chứ. Nói nó thấy tội biết như. Ủa mà nè hiện giờ á mẹ ruột của em còn không? Dạ còn. Mẹ có gần đây không? Dạ mẹ có chồng ngoài kia ở ngoài Tân Phú. Tân Phú hả? Dạ. Xa hơn ở đây xa so dưới đây bao lâu bao xa? Dạ cũng mấy xa cũng à. Mười mấy cây. Nhưng mà cái sự việc này nè là mẹ hay hơn. Dạ hay. Hay hết trơn mà. Cái bữa mà em quyết định như đó thì mẹ có biết không? Biết. Mẹ có vô đây để mà an ủi em không? Dạ có. Rồi lúc mà mẹ chồng đuổi vậy đó mẹ có hay không? Có. Mẹ có lời khuyên nào đối với em? Dạ, nói chung mẹ chồng cũng chửi mẹ ruột em dữ lắm. Vậy là cũng lên tiếng luôn, coi như là xui gia không có thuận hả? Bà sợ dạ. Bên chồng sau này của bà, chồng bà khó, chồng chị Tư khó lắm. Cũng như vợ ông chết rồi, giờ cũng như tái giá với bà chị này nè, mà bà thì bà hiền dữ lắm.
Chị Tư tôi nói chung là bà hiền dữ dằn. Mà con mà đâu có bỏ con được, không có, không phải chạy nợ đồng này, hỏi 1 triệu, gan 100 ngàn, đi rước con 3-4 triệu bạc. Chị nó nói thiệt á, là hai tôi không cho nó bước chân đi về. Nhà chồng nó nói sao không không có hay nó phải gì nó nói thẳng nha, biết câu chuyện của nó ha, là không bao giờ cho bà nhà chồng nó bước chân đi biển. Là mình có bức xúc ha. Cái chuyện sau này người ta góp điện ra đây nè, cái chị mà gom điện nè, chị mới nói trời ơi, ai đâu mà đưa nhỏ này về xứ đó. Cái chú đó là từ nào giờ bác xui ra với tôi khác lắm, cũng y gan như bà này. Nói như mẹ cho mình mới biết chứ, lúc đầu mình biết mình đâu có phải để cho bà yên. Nói đi về, nói là đi về cứ vợ cho con. Ê tỷ tao 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 về tao cứ vợ cho con tao. Không nói cái gì, nắm đầu quánh mặt tôi thiệt. Tôi đánh tôi là nóng lắm. Nắm đầu quất liền, quánh liền. Vậy là cái đó cô cũng đã gặp cái hoàn cảnh y gan như thế này. Y gan luôn. Dạ. Thì cũng y gan tôi, bà này với bà này. Là giữa là xui xui trai với xui gái vậy ha. Dạ. Nhưng mà cái người mà cứ như người là... Người xui trai á. Bắt đầu dạ. Về là bắt thằng này về cưới vợ. Dạ. Hiện tại giờ tôi nuôi ba đứa cháu ngoại. Dạ. Đó. Ba đứa cháu ngoại. Vậy là con gái cô hiện tại giờ cũng cũng đang dạ, nuôi ha. Dạ cũng đang khổ nó. Dạ. Giờ đó bà đang gan cơ. Trời ơi, sao mà cái tình trạng mà hôn nhân gia đình. Cái con nhỏ là nó gái lớn á, nó 15 tuổi rồi. Sụi giờ nó có tật sụi. Trời ơi, vậy là tính ra là cũng đồng cảnh khổ. Đồng cảm cho em luôn đó. Mà nãy nói nếu mà sự việc mà có cô hay là cô đứng ra can thiệp với em liền đó. Thấy tính là tính đánh nóng lắm. Nói là làm liền. Chị nói nghe nè, cho hai em nghe nè, giả sử như bây giờ lên đây cái chương trình thì nó lên đã lâu rồi, gần tháng rồi, đâu phải mới đây đâu. Mà nếu mình làm, nếu mà như chị làm ông bà nội mà vô tâm như vậy, vô tâm như vậy nhìn hai đứa bé thì rất là khớp em. Nói thiệt, chị là người dân nè mà nhìn hai đứa bé rất là khớp. Nếu mà bả làm ông làm bà mà vô trách nhiệm thằng chồng không có lương tâm như vậy đó, là đâu có còn xứng đáng mặt ông bà nội với làm cha đâu, phải không? Đâu cưng tự nghĩ coi, phải không? Thì nhìn như vậy là rất là xót, thì nó cưng luôn á, bức xúc lắm cưng à. 2 giờ, 3 giờ nói rồi 2 tuổi mà nó bò không là nó đi. Trời, bây giờ bò được chứ, bò không ra khỏi mắt nữa. Ngữ đó mà áo bốn ký ngữ hả cưng? Bé bốn ký ngữ YouTube người ta quay bố hỏng em, bé bốn ký ngữ. Không ăn uống hả? Không có đồ ăn cho ăn hả? Bà không cho ăn. Dạ, bà không cho ăn, cho ăn lén này, vô buồn rồi cho ăn không? Cho ăn ngoài bà nhập bà lại. Trời ơi, cái kiểu ăn lén luôn á hả? Dạ. Vậy đó. Bà nói cho ăn hoài á, cho ăn với tàn mạt á. Bán cho em uống sữa không? Bà nội có cho em uống sữa không? Vậy là cái này tính ra đó là... Dạ, có khi cũng có sữa, khi không có sữa. Có khi uống nước đường. Giống như là ghét em từ đầu đúng rồi. Dạ, nói chung là bà ghét là bà muốn giết em mà bà giết không được. Muốn có những lời qua tiếng lợi đó, em nản em bỏ đi. Cho nhỏ này nó bắt xúc rồi nó đi luôn. Bà tính giết mà bà giết không được. Đây, bà ngoại. Mẹ nó quá trời, nó 2 tuổi mà không đi đứng gì được. Suy dữ dằn được, đứng quẹt đít lên. Dạ, suy dữ dằn luôn rồi. Đưa tay nào yếu đưa cô coi đi, con tay nào yếu đưa lên coi xem đi. Tay nào yếu không? Mẹ nó thiếu, dữ dữ lắm. Thành nhân tắm mẹ. Mấy cái giò đó thẳng mới về á. Tay yếu lên mét đây. Mét đó cô, mét đó cô, thấy không? Đưa tay lên mét đó. Bụng ngứa đâu đưa cho cô coi kìa. Ngồi vậy bụng ngứa cho chú coi. Giờ phải cháu uống thuốc bổ, uống sữa rồi nhiều. Kìa bụng ngứa kìa chú, đó, bụng ngứa đó thấy không? Biết hết trơn à. Nói chuyện được không? Không có nói chuyện nó giảm gì chân. Coi như là nó chậm phát triển luôn rồi. Thiếu dinh dưỡng nó nổi mà chậm phát triển luôn á. Đâu bụng ngứa đâu đưa cho chú coi kìa, chú quay lên con kìa, bụng ngứa đâu. Không. Bụng ngứa đâu. Trời ơi, tuổi này chạy tung tăng được rồi mà này rồi. Còn bò không hà. Bên chồng của chị thì em bữa hổm lên đánh mà dỗ trên đây nè, một tuổi với nó 17 kg. Chị bồng tay bữa nay cái tay chị nè, nó xa cái khớp này luôn nè. Nó gửi chị đó, chị bồng nó. Hiện tại em có đi làm gì để kiếm tiền không? Dạ giờ thì mất hai nhỏ không đi được. Dạ. Cho nên có bé này chứ. Ủa nếu mà trường hợp cứ ôm con như vậy hoài rồi không làm gì hết rồi lấy tiền sao sống? Nếu mà có ai gửi bé này cũng có nhà hảo tâm giúp đỡ chút đỉnh rồi lo cho hai bé rồi chờ. Vậy mình có thể làm cái công việc gì đó đem về nhà mình vừa chăm. Dạ thông, có lặt hột điều á, có lặt hột điều rồi xong cái cô kia nói lặt hột điều này thuốc sâu quá rồi không cho lặt thôi em. Thì thưa quý cô chú anh chị, thì sự việc này nè là cũng tìm hiểu rõ nguyên nhân, cũng từ cái không tiền bạc mà ra, rồi cộng thêm nữa là không thương đứa con dâu và có như là ghét luôn những đứa cháu.
thì sự việc này phải nói rất đau lòng mới dẫn đến một cái mà suy nghĩ hơi tiêu cực, nghĩ quẩn, đó là tìm đường nguyên sinh. Nhưng cũng một cái điều phải nói là giống như phép màu, cô Tuyền phải không? Cô Tuyền đã giống như là nhận thức được ba mẹ con quyết định làm những chuyện đó, nên hẳn là cổ cản lại và cổ kèm lại luôn, rồi có những lời khuyên để mà cho mẹ con thức tỉnh lại. Nhưng nghe qua cái đứa con gái á, 5 tuổi nó chia sẻ, mình mới nhận được cái nỗi đau. Một đứa nhỏ mà nó đã thấu luôn, nó thấu tâm can của người bà nội luôn. Nó nói phải nói nó từ ghét luôn đó, là cô chú chị biết là bà nội đối xử với ba mẹ con như thế nào, tuy rằng có chồng cũng như không. Tại vì hả, cái người chồng giống như là hơi bạc nhược, không bảo vệ được người vợ, không bảo vệ được hai đứa con. Đứa con thèm thịt mà cũng không có lo cho một miếng thịt cho con nó ăn nữa. Nó thèm mà chảy nước miếng luôn nữa, là cô chú anh chị cũng đã biết như thế nào. Trời ơi, ăn nhiều quá mất nghẹn con. Không phạt được hả? Vậy không có nhả nha cô. Thì anh tới đây trước tiên cũng là đóng góp phần nào, nhưng anh mong rằng cái video anh lan tỏa chia sẻ đó sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp của cộng đồng hơn. Anh mong rằng bữa nay gặp là mình sẽ còn gặp những lần sau nữa để mà giúp em và hai đứa con. Tại vì anh nói thiệt, cái chuyện vợ chồng thì nó có những quẩn khúc, nhưng mà không có nói quẩn gì nữa được. Nhưng mà quan trọng hai đứa con nó quá còn nhỏ đi. Phải nói chứ anh nhìn đứa bé này mà anh thấy là quá trời tội, suy dữ lắm rồi. Một đứa bé 2 tuổi luôn cô chú anh chị, mà hiện giờ hả là tay chân nó nhỏ y như đứa bé mà 1-2 tháng luôn nữa đó. Quá trời tội nghiệp. Thì bà bằng không bằng cháu ngoại tụi hai tháng tử. Dạ. Đồ của cháu ngoại bà nè. Mặt trời nè. Anh gửi cho em 1 triệu cũng như mua sữa, mua tả, mua bánh gì hay lại mua thèm gì đó. Để mà mua cho mấy đứa nhỏ với em ăn nha. Cái này của chị Hương ở bên Mỹ á. Gửi cho em. Dạ. Mà giống như là cái này là bên Mỹ gửi cho ba mẹ con. Dạ em cảm ơn chị Hương, em đã gửi số tiền của chị á, giúp cho ba hoàn cảnh này, ba mẹ con này quá trời đau thương. Sao mà có dịp lên nữa con mua bánh cho con. Đúng rồi, nếu bánh mà có mua bà cho con muốn cái gì con mua cái gì vậy? Mua gì? Con có thèm gì không? Con thèm gì nói cô. Cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn chị Hương nhiều lắm, chị Hương ơi. Giờ tụi mình đồng tay góp sức giúp cho nó chứ biết sao giờ. Đang để anh nói lời. Ngồi đàng hoàng nói cho con nghe đi con. Dạ, em xin cảm ơn chị Hương. Và cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem clip này. Và mong rằng là sẽ được chia sẻ rộng rãi để mà ba mẹ con được cộng đồng giang tay để giúp đỡ hơn. Phong cũng mong rằng là sẽ được lan tỏa. Dạ, thôi Phong xin chào. Hãy đăng ký kênh theo dõi cho cô chú anh chị. Dạ.